nướng ăn thật sướng. Xin mến chào cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay nhà mình nấu cái món bò hầm cải chua rất là thơm ngon và cũng rất là bắt cơm luôn đó. Ở đây mình xin nói sơ về cái nguyên liệu nha. Hôm nay mình có sử dụng cái bò, cái này gọi là nạm bò đó các bạn. Mình mua về mình rửa sạch và mình sẽ ngâm với lại rượu và gừng khoảng 15 phút và rửa sạch lại các khối vừa ăn như thế này nha. Và ngoài ra thì mình còn có thêm một ít cải chua nữa nè. Phần cải này mình cũng tự làm luôn và nó được 4 ngày thì cái độ chua nó cũng vừa phải, rất là ngon luôn đó. Hôm nay trong món canh này thì mình còn có sử dụng thêm một ít cái cà chua nữa. Cà này thì mình sẽ cắt múi câu ra nha. Mình sử dụng cà chua để chút nữa mình xào lên để mình lấy được cái màu đỏ của cái cà này để làm cho cái món bò hầm cà chua của mình nó thêm bắt mắt hơn đó các bạn. Nguyên liệu đã chuẩn bị xong rồi, bây giờ mình mời các bạn cùng đi sơ chế bò nha. Bò của mình đã khử tanh sống rồi, bây giờ mình sẽ khử một lần nữa với nước sôi nè. Bây giờ mình có một nồi nước sôi, mình sẽ cho vào đây một ít gừng, gừng thái lát hoặc là gừng giả như thế này vẫn được nha. Và mình sẽ cho phần bò này vào, mình sẽ trần qua nước sôi nè. Và cái phần bò này đó thì mình sẽ trần qua nước sôi khoảng 1 phút là được rồi ha các bạn. Đó, mình thấy vậy là được rồi, mình sẽ vớt ra nha. Và bây giờ mình sẽ đem cái phần bò này đi rửa lại cho sạch ha. Sau khi bò đã rửa sạch, mình sẽ nêm vào đây một ít cái gia vị nè. Mình cho vào đây một ít cái hạt nêm nè các bạn. Ở đây là đường, mình cho vào một ít luôn. Bột ngọt nè. Nước mắm. Và tỏi với lại hành tím băm. Và thêm một ít dầu ăn nữa, mình sẽ trộn đều cái hỗn hợp này lên nha. Và cái bò hôm nay mình sử dụng là 400 g nạm bò đó các bạn. Các bạn cũng có thể sử dụng nạm gân á, nấu nó cũng rất là ngon nha. Mình trộn đều và mình có thời gian thì mình sẽ ướp ở đây khoảng 15 đến 20 phút cho bò thấm ha. Bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị xào cái nguyên liệu của mình ha. Ở đây mình có một cái nồi nè, mình cho vào đây một ít dầu ăn. Mình đợi cái phần dầu ăn này nó nóng lên rồi mình sẽ cho tỏi băm với lại hành tím băm vào mình xào nha. Với cái món mà bò hầm cải chua các bạn thì mình thấy cái cách làm nó cũng rất là đơn giản luôn. Nó là một món ăn gia đình á, nhưng mà mình thấy ăn rất là ngon và cũng rất là bắt cơm đó các bạn. Các bạn hãy làm thử cho gia đình mình cùng thưởng thức nha. Đó, bây giờ mình cho hành tím và tỏi băm vào mình xào cho nó thơm lên nè. Và mình sẽ cho tiếp vào đây là hai cái trái cà chua cắt múi câu hồi nãy á, mình cho vào để mình xào nha. Còn dư một trái còn lại thì một xíu nữa mình sẽ cho vào sau. Mình nấu sau thì cái cà của mình nó không có bị nhừ. Mình trang trí cái tô canh nó sẽ đẹp hơn nha. Đó, bây giờ mình cho cà vào mình xào để mình lấy cái màu nè. Mình xào cà được một lúc rồi đó, bây giờ mình cho tiếp cái phần bò vào ha. Phần bò này mình xào cho nó thơm và nó săn lại luôn nha. Cái món bò hầm thì mình có cắt cái phần bò nó hơi to to một xíu đó các bạn. Thời gian hầm nó lâu lâu một xíu thì cái bò mình nó cũng mềm và rất là ngon luôn á. Bây giờ mình sẽ cho tiếp tục cái phần cải chua vào luôn. Cái chua thì mình xài cái lượng vừa đủ cho cái nồi canh này thôi nha các bạn. Cái phần cải chua của mình vàng ươm rất là ngon luôn. Và mình tự làm khoảng 4 ngày là mình đã sử dụng được rồi nè. Và cái độ chua vừa phải ngon lắm á các bạn. Mình xào cho cái phần cải này nó cũng thơm lên và bắt đầu mình sẽ cho nước vào nha. Và bây giờ mình sẽ cho vào đây là 800 g nước nè.
Với một cái nồi canh như thế này, định lượng nước như thế này thì tổng cái gia vị mình nêm vào á, thì một xíu nữa mình sẽ nói cụ thể cho các bạn biết nha. Bây giờ mình sẽ đậy nắp lại nè. Và mình để cho cái hỗn hợp này nó sôi lên và mình sẽ nêm gia vị tiếp tục vào nha. Giờ nồi canh cũng đã sôi rồi thì tổng cái gia vị mình nêm mình ướp cho bò với lại nồi canh nè. Đây là 15 g đường, 5 g bột ngọt, 10 g hạt nêm và 8 g nước mắm nha các bạn. Đó là mình nói cái định lượng chung của lúc từ lúc đầu mình ướp bò cho đến cái lúc sau cùng mình cho gia vị vào luôn nha. Và bây giờ mình sẽ đậy nắp lại. Mình nấu với cái lửa nhỏ tầm 30 đến 40 phút cho cái thịt bò mình nó mềm nha. Cái thời gian nấu bò mình cũng đủ rồi nè. Và cái bò của mình cũng đã mềm rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ nêm lại cái phần nước như thế nào nha. Và một cái trái cà chua hồi nãy đó mình cũng cho vào luôn rồi. Cái phần nước nêm này thì mình thấy vừa ăn rồi đó, có độ chua nhẹ. Và bây giờ mình sẽ dằn thêm một xíu nước mắm nữa cho cái món ăn của mình nó thêm thơm ngon nha. Và một ít cái hành lá cắt khúc nữa nè. Và mình sẽ tắt bếp đây các bạn. Mình sẽ cho ra tô và thưởng thức ha. Tuy là cái thời gian mình hầm 30 đến 40 phút á, nhưng mà mình thấy là cái phần cải chua của mình đó các bạn, nấu như vậy mà nó không có bị mềm nhũn nha. Cái phần cải của mình á, nó giòn nó ngon lắm. Và cái phần thịt thì nó cũng mềm, rất là ngon. Các bạn hãy làm cho gia đình mình cùng thưởng thức vào những bữa cơm nha. Chúc các bạn làm thành công với những cái món ăn ngon mà mình đã chia sẻ nha.